Xin chào các bạn đến với kênh Huy Mai Bangkok. Sáng nay Huy dẫn gia đình anh Anthony đi uống cà phê, tại vì gia đình anh Anthony muốn uống cà phê vào buổi sáng trước khi đi tham quan, đi chơi. Thì Huy dẫn đến một cái quán cà phê bình thường ở Thái Lan thôi, nhưng mà bé nó: "Ủa sao anh, em coi ngay nè, em thấy anh đi những cái quán cà phê đẹp thôi mà." Cho nên là Huy mới chuyển sang một cái quán cà phê khác, tại vì Huy tưởng là mọi người chỉ uống cà phê bình thường để tiết kiệm chi phí, thì Huy thích dẫn đi những cái chỗ rẻ, sau đó Huy dẫn đi cái chỗ ngon hơn, và sau đó Huy dẫn đi ăn hủ tiếu bò, tại vì anh Anthony muốn ăn bò. Thì Huy nhớ là ngay cái chùa này nè, chùa mà Huy dẫn chị Lâm Khánh Chi tới rồi đó mọi người. Đó, để ăn hủ tiếu bò, tại vì gần đó có một cái quán hủ tiếu bò rất là ngon đối diện chùa mọi người. Đây là đừng có đứng cái chỗ đấy, tại vì người ta đang thả lương đó anh. Cái chỗ để thả lương mình ra đây đứng đây cũng được nè anh. Anthony làm diễn viên này. Diễn viên chính cho series. Đây, Huy được anh Anthony tặng hai tay cây tự sướng này mọi người. Cảm ơn anh nha. Anh biết Huy bị gãy cái cây tự sướng, anh mua tặng hai cái cây tự sướng luôn, giống hai cây Huy đã mua đã xài rồi này mọi người. Và hôm nay Huy vui dẫn anh Anthony và gia đình đi chùa nè, và đi siêu thị mua một cái đồ. Thì Huy không có quay gì tại vì để cho gia đình được tự nhiên thoải mái, nhưng mà Huy chia sẻ để cho mọi người biết là có khán giả yêu thương để mọi người không lo lắng. Và cảm ơn anh Anthony nha. Và bây giờ anh Anthony về nghỉ ngơi, sau đó là chiều mình đi Platinum để mua một số đồ cho chị em phụ nữ. Dạ vậy nha anh nha, cảm ơn. Ok bye. Đây Huy về nghỉ ngơi một chút rồi tiếp tục chiều mình đi Platinum nè, xong đó là ngày mai á là sẽ đi Pattaya, nhưng mà tối nay chắc là Huy dẫn thêm đi chợ Chot Phai để cho anh Anthony và gia đình thêm những cái địa điểm tham quan trong ngày, và vừa được thoải mái với cái sự nghỉ ngơi chứ không có đi chơi mà quá sức mọi người. Ô, ở chợ lần nữa Huy đang đi về, đang đi ngang qua chợ thấy có yoga nè. Ở chợ mà người ta có quảng cáo yoga luôn mọi người. Lần đầu tiên tôi thấy luôn á, lập một cái biển. Ô, cái chị đó chị tập yoga thì hay quá, lại quay. Tôi mê yoga lắm, tôi làm giúp đi chăng. Cảm ơn mình ạ. À, người ta trả mình cái này nè, 2.800 baht. Đó, nay ra người ta ghi gì nè, nay là kha là 2.800, nừng thẻm nừng nha mọi người, là một tặng một á. Đó, trong chợ này mọi người, trên đường Huy đi về buổi sáng có bán quạt, bán điện, bán quần áo ở trong chợ nha Huy đó, có áo ngực áo ơ rồi luôn nè, đông quá ha, đồ ăn đồ uống ngon lành rỉ ôm luôn. Mai thì Huy sẽ kiếm xe bus mua vé giá rẻ để cho tiết kiệm chi phí cho gia đình anh Anthony mà đi được nhanh và tới đi về trong ngày á, tại vì anh Anthony đi chơi qua Thái Lan chỉ có 2-3 ngày à. Đó, chờ buổi sáng này mọi người đông quá trời luôn, rất là nhiều mặt hàng. Wow, bánh trái mình có thể mua đồ ăn ở trong các quầy và ngồi ăn ở đây nha, xăm tầm này mọi người. Chuối chiên nè, ngon chưa nè, bỏ mè, rưới mè lên áo một lớp mè và rất là thơm nha, giòn rụm luôn. Thùng rác đây mà mình ăn, mình dục thùng rác ở đây nha mọi người. Người ta đông, người ta đứng xếp hàng mua đồ ăn nè mọi người. Đó, xong rồi ở bên đường thì cũng có những cái chỗ bán đồ ăn ở trong đây, ngồi mấy lần có luôn nè. Đó, còn bên đây là chợ nè, đông ơi là đông luôn. Hồi sáng anh Anthony nói chứ, ủa sao mấy cái trái bắp người ta cột lên mắc cười vậy? Huy nói cột giống như cột tóc vậy. Cái trái bắp người ta cột lại á mọi người. Huy review, hay review này đó.
Thưa, cuối tuần là mở, không có đóng cửa luôn á. Cuối tuần này đó, mọi người thấy không? Hết rồi. Hết rồi, gì hết chim bằng lại. Chị ấy đã chim bằng lại, còn mình anh với Anthony. Dạ 100 ạ. À. 100 lận. Dạ. Là 70.000 Việt Nam mình đó. Anh Anthony mua xôi xoài cho bé cho cháu á. Rất là đông đúc nè mọi người ơi. Người ta kêu là hello sang đài nè kha anh Anthony. Là người có order được đó nha. Mà anh Anthony không có ăn ngọt này nhiều hơn. Đông vui quá mọi người ơi, đông quá, nhưng mà đông quá cũng ngợp lắm. Nhưng mà đông quá cũng ngợp hơn không? Hả? Tôm sống à, tôm nè. Sống cũng ngợp. Sợ trúng lọc nè. À. Sợ trúng lọc. Quay quay. À. Năm đâu? Ờ. Cảm giác sau bao lâu quay lại Thái Lan anh cảm giác như thế nào? Oh my god, very different. Thay đổi quá à, trời. Thay đổi quá trời kìa mọi người ơi. 10 năm rồi. 12 năm. À dạ. Ừ. 12 năm không gặp, tưởng tình đã cũ. Mấy bay bao năm tưởng tình đã phai. Tua gai. Dẫn giới thiệu. Đây là món mì Ý đổ trên bàn vậy đó, đổ trên bàn lấy tờ giấy. Đổ lên cái bàn đó, nó có tờ giấy lót cho mình nó sạch. Giống như cái dĩa vậy mọi người đó. Mua bánh tặng anh tôi đó, anh tôi đó, Anthony nè đó. Bí lấy một cái không có thấy mặt, không có thấy mặt. Không lấy hồi nãy thấy mặt rồi đó, hồi nãy quay chung với anh rồi đó. Hồi nãy à, đây ăn đi. Thử đi cho cảm giác đi. Cảm giác món bánh anh Huy Ma tặng cho cô bé luôn coi. Phải làm anh nổi tiếng. Không có ngon hả? Không ngon. À. Ngon hả? Em mà là con gái giống như chị á, lại quay lên úp lên câu cai rồi. Ngon hả? À. Ngon không anh? Ngon. Quá mọi người ơi. Cho nên là giờ dẫn anh tôi này trải nghiệm đi tàu điện ngầm về ha. Dạ. Đi, mình lên đây này anh. Ồ eo. Quá chiêu chiêu này mọi người, ngồi đây ngắm cảnh cũng được, khỏi cần ăn uống gì, chiêu chiêu. Ở ngoài đây cũng có trời trời nè. Thôi xỉu mọi người, Huy đem theo cái cây tự sướng anh Anthony tặng. để đây, hôm nay dẫn mọi người đi chợ nó rớt luôn. Tính lấy ra quay, hôm nay dẫn anh Anthony thành cắp cái túi nè. Anh thích mà bị rách cho nên là Huy dẫn vô Anello nè. Ở bên đây người ta hay sang cái này anh. Đó, bây giờ anh Anthony chuẩn bị khoe với mọi người cái túi đó nha. Hôm nay đi chơi vui quá, bây giờ dẫn anh Anthony về bằng tàu điện ngầm. Và ngày mai tụi mình sẽ đi Pattaya. Và hôm nay có một cái tip là vui lắm. Mua cái gô. Lát nữa về nhà làm cái tip này để câu view. Tại vì bữa nay ít view quá anh. Dương Facebook đồ bị ấy tương tác á, mình khoe cái quần này lát rồi Huy sẽ về Huy mặc cái quần này cho mọi người coi để câu view nha. Cả hai quần mà chỉ có 35.000 một cái thôi đó, quần lọt khe rồi nè. Em câu view đó anh, lâu lâu phải câu view.
Yeah. ชื่อผมใช่ไหมครับใช่ค่ะจะมีชื่อชื่อแล้วก็การที่พาสปอร์ตนัมเบอร์อืมค่ะ người ta sẽ giảm giá cho mình thêm 5% anh ờ wow. vậy là được 15% ừ rồi xuống còn lại khoảng 2.000 thôi ừ đúng đó dạ ok nè ครับNè, Huy ghi cái tên Huy để anh okay. Anthony được trả 5%. Hôm nay mọi người mua nè. Nói chung là mình cũng rất vui và chẳng được mọi người về cũng hỗ trợ là tách đồ cho tách đồ cho mọi người nha. Mà là mất tụt cái cây tự xuống của tôi. Ồ, là mất cây tự xuống uổng quá. Thôi đi Pattaya về tôi đền cho cái không, còn cái cây kia nữa. Sai, sai. À, sai. Yeah, ok nè. Cảm ơn mà nè. Các con gái thì là cái màu vàng vàng này, ừ. Con gái là cái màu vàng trên. Con gái là ấy là em á. Thích không mua cho con cái tặng? Không. Trời, anh Tony kêu thích không mua cho con cái tặng. Nhiều khi mình nói giỡn thì người ta tưởng là mình có cái ý gì đó nói như mọi người. Nhiều khi cái tính mình vậy mình nói cái miệng xong rồi ta tưởng mình tặng là thích cái túi đó xong rồi tặng. Không có đâu nha. Ê, lát nữa Huy về Huy sẽ quay mặt cái đó để Huy câu view luôn. Cho mọi người coi cái túi cái quần slip đó nha, chỉ có 35.000 thôi nha mọi người. Một cái túi đây dễ thương quá ha anh, cái túi đó cũng đáng yêu như cái con sao huyết hả? Con gái là sao huyết, con gái cái kiểu sao huyết đây cũng hợp của con gái, chỉ có con gái mới sao huyết lắm. Sao lông sao lụa đó, cái túi đấy giống con sao huyết đó ha. Wow, mọi người có thích mẫu nào không? Đây, nhìn mình giống giống người hướng dẫn viên không mọi người, nhưng mà mình không phải nha mọi người, mình chỉ muốn giúp mọi người khán giả coi YouTube vì anh cũng lì xì, mình cũng rất là vui để hỗ trợ, có động lực đó mọi người. Gọi là có 2.559 ồ giảm được chút ồ giảm được thêm 5% nữa là 15%. Cuối cùng quên quay cái túi gói lại mà kề đi khỏi đấy anh, vậy được không? Nói chung là cái túi đó chỉ là cái túi cuối cùng luôn. Nói chung là cái túi nó giống cái vàng này nè nha mọi người. Ở bên Thái người ta rất là hay size túi này anh, của Nhật á, hiệu của Nhật, nhưng mà người ta hay size lắm. Huy không biết sao Huy ở bên đây chứ Huy chưa bao giờ xài, mà Huy người Thái hay mang cái ba lô rồi nó làm hai kiểu rồi nè. Khắp bên má nó tha quên bịch bạch tuột. Trời ơi, mắc cỡ muốn tuột quần luôn. Cái bạch tuột đứng ngay giữa đường ăn bạch tuột này mọi người. Quay cái giỏ này anh tôi đây, quay cái giỏ này mọi người. Đây cái giỏ này tôi mua này mọi người ơi, đơn giản vừa cầm nha và vừa đeo ba lô được như thế này này mọi người đó. Vừa là cái túi vừa là ba lô đó. Wow, anh xong đi tàu điện ngầm về rồi phải thử cái quần cho mọi người coi, quần slip đọt kè em. Ăn lên dùng cá hồi nãy cũng thấy ăn rồi nha. Mà cái túi tự nhiên bị mở ra, may còn đồ của em trong đó. Giận ta móc mà. Ủa giận mấy giận không phải móc không nè, bị rớt ra. Rớt thôi chưa làm sao móc, mấy giận nó làm móc túi đâu. Ờ, nó móc túi, ở bên này đâu có móc túi đâu. Đồng quen. Wow, rất là chiều chiều, bây giờ mình hãy xuống tàu điện ngầm nha mọi người ơi, đi thôi.
mua vé trước cho mọi người, tại vì đông lắm mọi người, tiết kiệm thời gian chạy xuống mua năm người lần á đó. Đó, một cái like này, mua vé này, đây ba đây vé tự động, còn bên kia là vé mình mua đưa tiền. người ta nhìn hồi chậm chậm vô nào. Chặt quá hả anh Tân ơi. Đi mi sợ đi thang máy này mọi người ơi. Đó, thang máy nó cũng cao ghê thấy không? Đã tới trạm xỉ luôn rồi nè nha mọi người. Xỉ lõm, người Việt mình kêu là xỉ lõm chứ thiệt ra là ở bên này người ta kêu là xỉ lôm nha mọi người. Đọc như Huy là đúng luôn, xỉ. Sợ ấy xin hỏi xỉ là ôm lôm. Xỉ lôm là cái cối xay gió. Quay mặt đi nè. Quay mặt đi, anh Huy vẫn quay nha, anh Huy lì lắm. Đã cô gái là vừa quay mặt đi. Quay không mà quay mặt lên là sắp tới thang máy là bị tí đó nha. Sợ. Lên. Bước lên. Rồi. Nhớ bỏ vô cái khe này nha em. Đó, bỏ vô cái khe này. Đó, rồi chạy ra. Đúng rồi bé ơi. Huy đã vừa đi bộ về tới nhà từ khách sạn của anh Anthony. Sáng nay á, là từ trước 9 giờ là Huy đã đi, tại vì Huy mua thuốc cho em Lộc nè, bạn của anh Anthony, xong rồi chờ và dẫn mọi người đi tới bây giờ là khoảng 10 giờ hơn. Và Huy mới mua một vài thứ trên đường đi về và chia sẻ mọi người là hôm nay là có người quốc tế luôn á, những cái người Singapore hay sao người ta nói oh, are you Huy Ma? I saw you in YouTube. So I want to talk if someone saw me and say hello, I'm very thank you. You recognize my face in the Bangkok and you say hello to me. Mọi người có người ở Singapore nhận ra Huy đi bộ trên đường về nhà nói là Huy Mo, mà người ta đọc tiếng Anh vui lắm. Bữa nay có người quốc tế coi luôn á, trời tôi sợ quá, nói cho tôi sợ lắm nha. Đây là hai cái cây chả giò. Miền Tây Vĩnh Long của anh Anthony, anh cho hồi sáng này, xong Huy nói anh sáng giờ đi từ sáng giờ tới khuya không biết nó có bị chua không, xong cái chị của anh Anthony nói không có bị chua. Cũng may là người mình cũng chưa có chua. Thời tiết hôm nay Thái Lan lành xi khí lộ chân lông mọi người, không hiểu sao hôm nay thời tiết Thái Lan rất là tốt luôn đó. Đây là hai cây chả giò mình sẽ bây giờ Huy tắm kìa, xong rồi Huy thử hai cái quần lót đặc sản miền Tây Vĩnh Long. Quýt cái bèn nổi tiếng ngọt ngai, ai ăn rồi sẽ nhớ miền Tây. Ngô ngô ghê, gái miền Tây má hay hay, gái bên trai lằng quê thắm đường. Đâu gì? Tiền Giang ơi. Đó, nói chung cái ba miền Tây á ha. Ở miền Tây hồi xưa Huy đi, Huy nhớ có cũng có sông nước này, cũng có cồn lăng, cồn phụng, cồn đó. Huy đi miền Tây cũng nhiều lắm á. Và Huy sẽ thử hai cái quần này, rồi sáng mai mình đi quay Pattaya cho mọi người coi nha. Bây giờ tắm cái này chứ không người nó chua thật, mà cũng may người không có chua, đi sáng giờ mà sao không có bị chua cả. Hai cái quần mắc cười quá ha, có 35.000 một cái, 70.000 hai cái, giảm giá mới có giá vậy. Mặc cho vui cho mọi người coi thôi. Lâu lâu giật tít lên. Đây là một cái quần, lần đầu tiên Huy mặc cái quần này luôn á mọi người. Nó nhỏ, nó sexy quá. Mình thử cái quần này thử nha, coi thử cái màu này đẹp hơn nha mọi người. Trời ơi, còn cái quần này nè mọi người, cái mặt trước thì không sao nha, còn là mặt sau nè. Cái mặt sau nó như cái một cái miếng chỉ vô cái mông, như nó vậy đi vệ sinh ra ta. Nó đi vệ sinh thì dán cái này ra rồi đi mới được. Đi nặng ha. Nó vậy cái miếng này Huy không dám mặc rồi đó. Mắc cười quá trời luôn, nhưng mà cái màu nó cũng đẹp ho lấp lánh lắm đó. Để mình mặc thử cho mọi người coi nha. Trời ơi. Cái quần này nó quá mắc cười luôn mọi người coi nè. Ở sau á, mặc cái cảm giác nó rất là mắc cười nha mọi người. Nhưng mà ở trước thì cái màu nó rất là đẹp. Và Huy nghĩ cái quần này rất là... không, Huy không có dám mặc, Huy chỉ là clip quay là một cái quần bikini ở Thái Lan. Mà sao dẹp giá rẻ quá, Huy cũng muốn nhập về bán được không ta? Ok không mọi người? Bây giờ mình ăn thử cái miếng chả lụa này thử nha. Chả lụa miền Tây
có cần hâm nóng lại không ta, ăn luôn không? Cái này là thịt heo quá mọi người, cái này mình phải nấu sao, nêm hả ta? Ủa cái này nêm hả ta? Cái này nêm hay sao mọi người? Nêm á, nêm đúng rồi hả? Tôi cắt ra mà không có biết là nêm hay là chả ta. Không có biết là nêm hay chả mà hồi thấy là nêm quá à. Nếu mà nêm là mình phải nướng lên thôi, đúng không mọi người? Đây, nói chung là để Huy nướng mới ăn, cho Huy cũng không biết nêm hay chả nữa. Nhìn nè à. Nêm á mọi người. Nêm, nêm mọi người ạ. Một trái ớt. Tạm biệt mọi người clip tại đây nha. Cảm ơn mọi người xem clip của Huy nha. Chào tạm biệt.